vụ việc băng nhóm áo cam hàng trăm người đập phá quán Ốc Hương, địa chỉ ở số 86-88 đường số 6, khu phố 8, phường An Lạc, quận Bình Tân, đang gây rúng động. Dư luận tỏ ra đặc biệt quan tâm về quy mô của băng nhóm này mà theo Công an TP.HCM lên tới 200 người. Nhiều câu hỏi được dư luận đặt ra sau vụ việc này. Chiều 7 tháng 6 năm 2020, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc này. Theo đại diện Công an TP.HCM, vào khoảng 20h30 phút ngày 5 tháng 6 năm 2020, tại quán nhậu Ốc Hương, có địa chỉ ở số 86-88 đường số 6, khu phố 8, phường An Lạc, quận Bình Tân, do anh Nguyễn Văn Quý, quê ở tỉnh Đồng Tháp, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân làm chủ. Lúc này, khoảng 200 thanh niên mặc áo màu da cam đi trên xe máy, phần đông khoác áo màu cam, trên tay cầm dao tự chế, chĩa ba ngạnh, đến đậu trước quán và chửi vọng vào trong quán. Một số thanh niên manh động đã xông vào trong quán đập phá bàn ghế, tủ kính và dùng vỏ chai bia đập vào đầu anh Lâm Thành Long, 30 tuổi, ngụ phường 14, quận 6, là khách ngồi nhậu với bạn. Sau khi gây thương tích cho anh Long và đập phá ở quán, băng nhóm này đã lên xe và cùng nhau bỏ đi theo hướng phường Bình Trị Đông B tẩu thoát. Từ thời điểm tụ tập trước quán đến khi băng nhóm này bỏ đi, diễn ra trong vòng 5 phút. Một trong những câu hỏi được dư luận đặt ra nhiều nhất là vì sao một đám đông lên tới 200 người cầm theo hung khí chạy xe máy nhiều km trên đường nhưng không thấy sự can thiệp của lực lượng công an. Vậy có phải lực lượng công an đã bị động trong vụ việc này? Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM đã có câu trả lời về vấn đề này. Thực ra thì không phải là lực lượng công an bị động hoàn toàn. Trên quá trình di chuyển của đối tượng đến Hồ Hoàng Mạng, thì lực lượng tuần tra giao thông trên đường cũng đã phát hiện và đã thông báo qua bộ đàm để các lực lượng triển khai. Cho nên là cái việc mà đối tượng không kịp ngăn chặn đối tượng ở chỗ quán Ốc thì cái thời gian từ hoảng loạn lên đó nó rất gần, cho nên triển khai quân nó cũng chưa kịp. Thì ở đây nói thêm một cái vế là cái ngoài cái nhóm này thì do hai nhóm đối tượng hẹn nhau đánh nhau thì nhóm còn lại thì đã quá trình tụ tập thì do cái chỗ công an đã triển khai lực lượng cho nên là tiên hương ở cái nhóm khác là đã bị giải tán, cho nên mình không xảy ra cái việc mà đụng độ giữa hai nhóm, tức là có tiền sự can thiệp của công an trước là không có can thiệp. Câu hỏi thứ hai được đặt ra là việc có tới 200 thanh niên mặc áo màu cam giống nhau và cầm theo rất nhiều hung khí, liệu đây có phải là một băng nhóm tội phạm có tổ chức hay không? Ở đây thì đối tượng mặc áo như là mặc áo số của bóng đá để không biệt đội này đội khác. Chứ đến bây giờ thì cũng chưa xác định có những việc câu khác, nhưng mà ở đây là cũng khi ban đầu thì được biết đối tượng sử dụng áo để dễ nhận diện, thì đối tượng từ nguồn nhiều nguồn nhau đến không nhận được sự khai sử dụng áo. Cái việc mà xác định nguồn áo từ đâu hoặc là hung khí chuẩn bị lâu hay chưa thì cái này vấn đề công an thành phố cũng đã đặt vấn đề để các cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Thì về cái hung khí thì các anh chị thấy hung khí chủ yếu là hung khí thô sơ tự tạo và cũng rất là nguy hiểm, như hình ảnh các anh chị thấy những cái hung khí tự tạo nó phải cũng có lâu rồi, nhưng mà rất là cái tính sát thương có thể rất là cao. Theo đại diện Công an TP.HCM, ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân TP.HCM, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ huy Công an TP.HCM khẩn trương tổ chức xác minh, truy bắt, xử lý nghiêm trước pháp luật. Ngay sau đó, Giám đốc Công an TP.HCM phân công Đại tá Đinh Thanh Ngàn, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, triệu tập các đơn vị liên quan đánh giá tình hình, giao nhiệm vụ tổ chức truy bắt đối tượng. Công an xác định nguyên nhân do mâu thuẫn của một số cá nhân nên các đối tượng rủ rê, kết nhóm đánh nhau. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM củng cố hồ sơ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về 3 nhóm hành vi vi phạm gồm gây rối trật tự công cộng,
cố ý gây thương tích và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Công an đã tạm giữ hình sự 15 đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại để làm rõ về các hành vi cụ thể, xử lý nghiêm trước pháp luật. Nguyên nhân của những cái hành vi ứng xử bạo lực này, nói chung kể cả tội phạm giết người, tội liên tích, rồi là chống người thi hành công vụ, thì chúng tôi đánh giá là cái nguyên nhân sâu xa của nó là cái đạo đức xã hội nó có xuống cấp, và cái hành xử của con người với con người nó có tính bạo lực cao và có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Và thì hiện định trong thời gian tới thì trong cái bối cảnh hiện nay sau cái dịch Covid thì các cái hoạt động làm ăn có thể ảnh hưởng Covid, ảnh hưởng đến những cái việc mà làm kinh tế hoặc là trẻ cứ nợ nần cũng phải học sinh rất nhiều cái hành vi giải quyết mâu thuẫn và bạo lực. Thế nên chúng tôi cũng lưu ý những vấn đề này, qua những vụ án này thì cũng kinh nghiệm và tổ chức lực lượng trong thời gian tới để nó phù hợp hơn. Trên đất này các màn hình led ở xung quanh của họ bảo này còn nói